Ngay sau khi vận hành ATM khẩu trang miễn phí đầu tiên do đài VTC thực hiện, đã có nhiều các đơn vị đồng hành. Chiều ngày 26 tháng 8, Hoa hậu du lịch châu Á Phạm Lan Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Organic Minh Anh đã trao tặng cho đài VTC 45.000 khẩu trang để chung tay cộng đồng chống lại dịch COVID-19. 45.000 khẩu trang y tế An Khe sẽ được công đoàn đài truyền hình kỹ thuật số VTC bổ sung vào cây ATM khẩu trang tại địa chỉ 23 Lạc Trung, phục vụ miễn phí cho người dân có nhu cầu. Dịch COVID vừa rồi thì đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của Việt Nam và cũng như các nước trên thế giới. Với mong muốn chia sẻ và chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh thì tôi đã đồng hành với công ty An Khe để hỗ trợ vật tư y tế và khẩu trang cho người dân cũng như các hoàn cảnh khó khăn. Biết đến chương trình ATM khẩu trang của VTC thì tôi đã đồng hành và trao tặng 45.000 khẩu trang cho chương trình này, và với mong muốn nhiều người dân sẽ có thêm những chiếc khẩu trang để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, hiểu rõ sứ mệnh của mình thì An Khe sẵn sàng đồng hành cùng với người dân và đội ngũ y bác sĩ cùng nhau chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Vì sức khỏe là trên hết, cho đi là còn mãi, nên là chúng tôi hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình đối với người dân trong tình hình chống dịch hiện tại. Với uy tín và trách nhiệm, An Khe cam kết cung cấp sản phẩm với chất lượng đặt lên hàng đầu. Khởi động từ ngày 23 tháng 8 với số lượng ban đầu là 45.000 chiếc, ATM khẩu trang đã hỗ trợ được một lực lượng lớn người dân. Tại đây, ATM khẩu trang luôn có người hướng dẫn người dân lấy khẩu trang. Người dân có thể đến lấy khẩu trang từ 8 đến 17 giờ vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần.